Trụ cột Demon Slayer là những chiến binh tài năng và hơi thở mang tinh hoa của đất trời. Đoạn đường gian nan đầy chông gai dù nguy nan ở phía trước, diệt trừ quỷ vì cuộc sống yên bình. Xà chủ tôi đây dù đang nghi mà vẫn chưa chan tình yêu và kiếm pháp mang hơi thở của mãng xà. Chàng cầm trôm yêu khăn Rosie dịu dàng nhưng chàng yêu đuối, tình yêu chính là hơi thở của nàng. Trùng chủ tôi đây nụ cười tươi chẳng thể xóa trên bờ môi và hơi thở của côn trùng độc tố đầy. Tuy chủ tôi đây lạnh như băng và mang hơi thở của nước, thật ngầu quá cùng chàng quá vô tình. Hạ chủ vô tư và nghiêm túc cùng hơi thở sương mù đây và rất hiếm khi quan tâm truyền báo đồng. Ngược lại là phong chủ tôi đây chẳng nề nang và hồ báo, tưởng ngọn gió là hơi thở của chàng. Trùng trùng ngân vang niềm kiêu hãnh là hơi thở âm chủ tôi, người cao lớn nhưng tâm can tựa đức Phật, là người mạnh nhất cùng chàng sai. Đừng quên anh lửa bùng cháy nhiệt tình lắm, đừng quên nhé viêm chủ. Đồng đội cùng nhau vượt sàn lao cùng hướng đến chân trời xanh, một mong ước chung trên vai cùng tiến lên. Mặc kệ an nguy của bản thân dù phong ba dù đổ máu, niềm khao khát một thế giới an